Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Từng thân thiết như chị em ruột, vì đâu Hồng Loan và Hồng Phượng cạch mặt nhau? Thời gian qua, chuyện ồn ào tranh chấp tài sản cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giữa Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ, và Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ, vẫn luôn là tâm điểm của dư luận. Hồng Loan chia sẻ rằng, cô muốn khép lại ồn ào để không ảnh hưởng đến danh tiếng của cha mình. Cuộc đời rực rỡ và cống hiến của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giờ bị bao phủ bởi tranh chấp tài sản gia đình, khiến người hâm mộ tiếc nuối. Mối thâm tình giữa Hồng Loan và Hồng Phượng cũng tan vỡ, từ những người từng coi nhau như chị em ruột, giờ như người xa lạ. Trước những diễn biến của vụ kiện tụng ngày càng trở nên rắc rối và không thể cứu vãn, Hồng Loan cảm thấy buồn và xấu hổ khi anh chị em xảy ra mâu thuẫn ngay sau khi cha qua đời. Mong mọi thứ kết thúc để cha được yên nghỉ. Khi còn sống, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có một cuộc đời rực rỡ với tài năng và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Nhưng khi vừa nằm xuống, những tranh chấp liên quan đến tài sản của những người trong gia đình khiến cho nhiều người yêu mến ông thấy tiếc nuối. Chia sẻ với truyền thông, Hồng Loan cho biết mọi chuyện xảy ra không ai muốn và tôi lại càng không muốn điều ấy vì biết rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cha mình. Tôi thấy xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện không hay. Lời qua tiếng lại và bây giờ cả đơn kiện tụng ngoài tòa, tôi buồn và không biết phải làm gì hơn. Dù vậy, tôi rất mong mọi thứ kết thúc để cha tôi ra đi được yên lòng. Bên cạnh đó, thời điểm đó, Hồng Loan cũng cho biết mâu thuẫn với Hồng Phượng thì không có nhiều, nhưng tôi cảm thấy không còn an toàn khi có gia đình cô Sáu và Hồng Phượng ở cùng. Trước 49 ngày của ba, cô Sáu đem nhiều thứ mê tín dị đoan về nhà, nên tôi thấy cái đó rất là sợ, tạo áp lực cho con cháu trong nhà rất nhiều, nên tôi bắt buộc phải mời gia đình cô Sáu ra khỏi nhà. Hồng Loan còn mời hai người anh em họ để làm chứng cho những lời mình nói. Những người này xác nhận rằng, thời gian gần đây, tính cách của cô Sáu thay đổi nhiều, thường xuyên gây sự với mọi người trong nhà. Con gái Vũ Linh cũng nói thẳng rằng, Hồng Phượng có nhiều điều không tôn trọng cô. Đơn cử như việc tự ý cho bên bảo hiểm media vào quay phim chụp ảnh trong đám tang để phát sóng mà không hỏi ý kiến cô. Hồng Loan bức xúc cho biết giọt nước tràn ly khiến cô quyết định mời mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà vì họ đi kể xấu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tôi buồn nhất là ba tôi vừa mất mà đem kể xấu bà này nọ. Nếu có chuyện gì thì gia đình ngồi với nhau, chứ đem ba lên mạng xã hội kể xấu thì tôi không chấp nhận được. Không còn tiếng nói chung thì xin mời gia đình cô Sáu ra ngoài để bình tĩnh lại, rồi sau này có thể ngồi lại với nhau. Trước câu hỏi bản thân có thông cảm cho nghệ sĩ Hồng Phượng khi cô phải đón nhận làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng vì bản thân cũng từng trải qua cảm giác bị chỉ trích, Hồng Loan khẳng định trước nay cô luôn nhún nhường trước người chị em của mình vì cả hai là chị em, lớn lên cùng nhau trong một ngôi nhà. Nhưng nay, khi đã phải dẫn nhau ra tòa, đã phải mượn đến chuyện kiện tụng thì giống như giọt nước tràn ly. Tôi và Hồng Phượng nay chẳng khác gì người dưng nước lã, Hồng Loan chia sẻ. Về những đoạn video clip có giọng nói của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói về việc Hồng Loan hỗn hào và từng lấy tiền của cha, từng chia sẻ trước đây, Hồng Loan khẳng định đó là một sản phẩm của cắt ghép. Vì nhân vật thực hiện clip này đang ở nước ngoài, nên bản thân cô chưa nghĩ đến chuyện nhờ pháp luật xử lý. Nhưng với một số nhân vật đã từng lên tiếng bôi xấu danh dự của cô, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Hồng Loan đang nhờ đến pháp luật để giải quyết sự việc. Hồng Loan khẳng định những thông tin này không đúng sự thật. Chị thông qua luật sư cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự bản thân. Con gái Vũ Linh cũng mong muốn được cung cấp thông tin chính thống, xác thực đến các cơ quan truyền thông, tránh những điều sai lệch. Bà Nguyễn Tuyết Ngọc, luật sư đại diện của Hồng Loan, bày tỏ dư luận nên theo dõi diễn biến vụ việc, đừng làm quá vấn đề, ảnh hưởng người trong cuộc. Tất cả thông tin diễn biến liên quan vụ án, nếu cần thiết và trong phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ chính thức thông báo đến khán giả. Chúng tôi mong mọi người theo dõi thông tin trên các báo cho tới khi vụ án được giải quyết xong, bà Ngọc nói. Giữa ồn ào, Hồng Loan nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Bình Tinh, Nguyên Vũ. Con gái Vũ Linh cũng tập trung công việc bán hàng online tại nhà thời gian qua. Hồng Loan hiện cơ bản ổn định cuộc sống, kinh tế để chăm sóc các con nhỏ và lo hương khói cho cha. Điều khiến Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thấy buồn nhất là chuyện đời tư của cô và của cha mình bị bêu xéo trên mạng xã hội. Bản thân tôi là người không biết ăn nói nên tôi cũng không biết giải quyết thế nào.
Chuyện gia đình có đẹp có xấu, tôi nghĩ nếu gia đình không ưng nhau thì có thể nói cho nhau để khuyên bảo hay rút kinh nghiệm thay vì bêu xấu nhau. Cha tôi một đời thanh bạch, kín tiếng. Nếu biết chuyện đời tư của mình bị bàn tán như thế này, chắc ông buồn lắm. Nhất là khi ông cũng đã mất rồi. Tôi thấy buồn và cả xấu hổ vì không biết phải làm gì lúc này. Chỉ mong mọi thứ khép lại. Hồng Loan phủ nhận chuyện không chăm sóc Vũ Linh lúc ông nhập viện. Cô nói bản thân luôn bên cạnh và đau lòng khi chứng kiến bệnh tình của ba. Thậm chí khi sức khỏe của nam nghệ sĩ đã yếu, sợ ông mất trong bệnh viện, Hồng Loan còn ngỏ ý với nghệ sĩ Hồng Nhung đưa Vũ Linh về nhà. Hồng Loan tâm sự, từ trước đến nay không muốn dính đến kiện tụng. Tuy nhiên, khi nhận tin nghệ sĩ Hồng Nhung kiện mình, cô cho biết sẽ theo hầu. Cô bày tỏ, tôi chỉ sợ ba buồn hoặc ảnh hưởng đến ba, còn mọi thứ tôi chịu được hết. Hồng Loan cũng khẳng định, thực tế cô không muốn để mẹ con Hồng Phượng ra đi tay trắng. Lúc đầu, Hồng Loan có đề xuất bán đất và mua nhà cho Hồng Phượng, chia cho anh em trong nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nhưng nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái Vũ Linh, chỉ muốn Hồng Loan và Hồng Phượng đồng sở hữu. Đó là ý định ban đầu, nhưng với hiện tại tôi nghĩ điều đó không cần thiết nữa, vì đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với gia đình cô Sáu. Bản thân tôi vẫn bình thường, muốn mọi người sum họp, lo hương khói cho ba. Nhưng mọi thứ không theo ý mình, gia đình cô Sáu lại nảy nọ, nên tôi không muốn nữa. Hồng Loan cho biết bản thân chỉ muốn những ồn ào khép lại vì điều đó ảnh hưởng đến danh tiếng của cha mình. Chuyện ồn ào tranh chấp tài sản giữa Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và mẹ con Hồng Nhung, em gái Vũ Linh, Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, thu hút sự chú ý của công chúng, luồng dư luận trái chiều xoay quanh sự việc này khi người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong câu chuyện này là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Theo Hồng Loan, kiện tụng là giọt nước tràn ly, khiến quan hệ giữa cô và mẹ con nghệ sĩ Hồng Phượng ngày một xấu đi. Suốt nhiều tháng chịu nhiều áp lực mệt mỏi, các bài viết với nội dung như Hồng Loan là con nuôi Vũ Linh, bất hiếu, nói xấu cha, không chăm cha bệnh, khiến chị bị nhiều người công kích. Xót xa danh tiếng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong vụ án tranh chấp tài sản thừa kế. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ niềm tiếc thương khi mất đi một người đồng nghiệp, một tài năng lớn trên sân khấu. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu chia sẻ, bà không quên buổi tập tại nhà hát thành phố sau nhiều năm xa cách. Bà mới gặp lại nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Lúc đó anh ấy ốm lắm, căn bệnh ung thư quái ác đã khiến anh bị đau đớn thân thể, nhưng tinh thần thì rất lạc quan. Chúng tôi đã có cơ hội diễn lại cùng nhau ca cảnh ý nghĩa này trong lễ trao giải Mai Vàng. Vì tôi và anh, cùng với nghệ sĩ Tú Trinh, đều là những nghệ sĩ được bạn đọc báo Người Lao Động bầu chọn giải Mai Vàng, nên suất diễn đó đầy kỷ niệm. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu nhớ lại. Nghệ sĩ bình tĩnh xúc động nói, tôi gọi ông là ba vì ông nhận tôi làm con nuôi lúc còn bé xíu. Tôi và ông đã diễn ca cảnh này, ông vào vai Ngô Quyền, tôi diễn vai Dương Như Ngọc, con gái của vị tướng Dương Đình Nghệ. Đây là vai diễn mà ông tham gia sau thời gian điều trị bệnh và là sự kiện văn hóa lớn cuối cùng mà ông tham gia. Ngoài các suất diễn cùng với Đoàn Huỳnh Long, diễn tại một số sân khấu cho đến ngày ông qua đời. Ba tôi lúc đó phấn khởi lắm vì ông được tham gia trong chương trình trao giải Mai Vàng lần thứ 27, lại xuất hiện bên cạnh nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, nghệ sĩ Thành Hằng, nghệ sĩ Tú Trinh và con gái của mình. Đối với tôi, ca cảnh này mang nhiều kỷ niệm khó quên vì những ngày tập dượt. Dù ông bệnh có hơi mệt do tập nhiều, nhưng được lên sân khấu là ông cảm thấy hạnh phúc khi diễn về thể hiện niềm vui như được chuyển thêm năng lượng lạc quan. Nghệ sĩ bình tĩnh tâm sự. Mặc dù vậy, khi vụ kiện tụng tranh chấp tài sản trong gia đình nghệ sĩ Vũ Linh nổ ra, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cho rằng những điều đó phá hủy hết tất cả di nguyện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà khi sinh thời ông tối kỵ để thiên hạ bàn tán về cuộc sống đời thường quá sâu. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chia sẻ, anh ấy là người ít chịu xuất hiện trước công chúng để nói về chuyện riêng tư, nhất là chuyện sẽ chia gia tài, dành phần của cải lại cho ai, nhất là kêu gọi từ thiện để giúp đỡ anh ấy. Nhưng rồi tất cả những đoạn clip ngắn chung quanh bàn tiệc gia đình, thậm chí khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nói khi cơn say ập đến, được loan truyền với dụng ý xấu, hình ảnh đẹp mà ông nâng niu gìn giữ bị xóa tan trong cơn địa chấn mà quyền lợi, đồng tiền đang dẫn lối. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện đau lòng nói, hãy dừng lại đi, hãy nghĩ về những cống hiến cao quý của Vũ Linh dành cho sân khấu, mà dẹp bỏ cái tôi đang bị chi phối bởi nhà đất, bởi sự hơn thua trong từng câu nói. Bà khóc khi cho rằng mỗi ngày mở YouTube lại thấy biết bao câu chuyện mổ xẻ khai thác
chung quanh gia tài của cố nghệ sĩ. Trong khi gia tài lớn nhất mà Vũ Linh để lại cho đời chính là tài năng, sự thể hiện tinh tế trong nghệ thuật ca diễn trên sân khấu cải lương, mà có thể nói 60 năm nữa, sàn diễn vẫn chưa tìm được người xứng tầm thay thế. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện xúc động. Giới nghệ sĩ sân khấu ngại lên tiếng vì biết sẽ vô tình bị kéo về phe Hồng Loan hoặc Hồng Phượng. Khi mà những nghi thức cuối cùng trong tang lễ của cố nghệ sĩ Vũ Linh vừa hoàn thành, thì cuộc chiến được khơi mào. Với tên tuổi lớn, ông được công chúng yêu mến tiễn đưa đến tận nơi an nghỉ tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương. Và nơi này sau đám tang, đủ mọi góc độ được khai thác, được sáng tác vô tội vạ nhằm làm xấu đi vẻ tôn nghiêm, trang trọng, đáng lý phải được tồn tại chung quanh nơi yên nghỉ của một tài năng. Trở về thăm quê hương, sau nhiều năm xa cách, đến viếng mộ người anh thân thương trong nghề, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm chóng mặt khi nghe những lời dẫn trong các YouTube rằng chị về để hợp sức với người con ruột là Hồng Loan nhằm đòi lại gia tài. Chị luận tội Hồng Phượng vì đã gửi tổng cộng 300 triệu đồng trong thời gian cố nghệ sĩ điều trị bệnh. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm xúc động. Tất cả đều là những tin đồn thất thiệt, gây tổn hại danh dự, uy tín của giới nghệ sĩ chung quanh sự ra đi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Xin hãy dừng lại, đừng làm những điều phỉ báng danh dự nghệ sĩ. Ông cho rằng, việc thể hiện tình cảm với thần tượng không phải là điều sai. Là nghệ sĩ lớn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận được tình cảm, sự trân quý từ số đông công chúng là điều bình thường. Tuy nhiên, sau hơn 100 ngày mất, một bộ phận công chúng của sân khấu cải lương lại kém ý thức trong việc thể hiện tình cảm với nghệ sĩ. Bất cứ ai đến viếng mộ cũng đều bị hướng máy quay hình bằng điện thoại hoặc những thiết bị chuyên dùng tạo nên khung cảnh náo loạn. Họ ngang nhiên bình luận đủ chuyện, thêu dệt những điều sai sự thật và dẫn dắt dư luận đi sâu vào chuyện tranh chấp của người thân, khi sự kém ý thức đó vô tình ảnh hưởng đến danh dự của người nghệ sĩ vừa qua đời. Bày tỏ trước mối nguy lâu dài khi danh dự cha mình bị xâm hại, Hồng Loan đã mong muốn chính quyền nhanh chóng can thiệp, làm cho sáng tỏ những con số đằng sau sự kêu gọi ủng hộ để xây mộ cho cha mình. Trên trang cá nhân của mình, thời điểm đó Hồng Loan đã viết: Hồng Loan xin phép được thông báo đến các cô chú, các bác, các anh chị khán giả trong và ngoài nước đã từng tham gia quyên góp cho việc xây mộ và quyên góp trong các buổi cúng thất qua hình thức ủng hộ hoặc chuyển tiền phúng điếu trong tang lễ của ba Hồng Loan là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Xin gửi các thông tin mà các khán giả đã chuyển khoản cho bác Thành, cô Vân Tiên, Hồng Phượng, cô Hồng Nhung, chị Kim Nga và anh Ngô Long Hồ, chồng Hồng Phượng và cả vợ chồng anh Sô, con nuôi của ba Vũ Linh, Đặng Dung và cô Liễu, bạn chị Kim Nga và con cô Kim Thoa. Hãy gửi gấp các thông tin ấy để Hồng Loan nhờ đến chính quyền vào cuộc nhằm có thể lấy lại danh dự cho ba Vũ Linh và để ba Linh được an nghỉ. Hồng Loan cũng cho biết, từ trước đến nay, cô chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ khán giả, tuy biết rằng số đông công chúng sẵn sàng giúp đỡ khi cô yêu cầu. Thậm chí với các nghệ sĩ thân tình, xem cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là thần tượng, chỉ cần cô nói rõ yêu cầu, họ sẽ đủ sức góp tiền xây mộ, thậm chí lo chu toàn tang lễ. Nhưng Hồng Loan cho rằng, cô chỉ nhận tình cảm của họ, còn lại không nhận vật chất, bởi khi sinh thời, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất ngại làm phiền mọi người. Được biết giữa năm 2023, bà Võ Thị Hồng Nhung, nguyên đơn, em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế mà bà Võ Thị Hồng Loan bị đơn, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và hủy phần cập nhật biến động đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã sang tên cho bà Hồng Loan, gồm nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 8788 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân Thủ Đức cấp ngày 19 tháng 12 năm 1998, một xe ô tô. Cũng theo đơn khởi kiện, bà Nhung yêu cầu được chia di sản thừa kế đối với thửa đất số 8788, tạm tính 1,5 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, trong ngày 18 tháng 10 năm 2023, bà Võ Thị Hồng Loan có đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận có ý kiến về việc bà Võ Thị Hồng Nhung khẳng định hồ sơ đăng ký khai sinh của Võ Thị Hồng Loan là giả mạo. Theo bà Nhung, ông Ngoan không làm thủ tục đăng ký nuôi con nuôi và đăng ký khai sinh cho Hồng Loan. Nếu có hồ sơ này thì đó là giả mạo. Bà Loan cho rằng những quy kết của bà Nhung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Ngoan. Sự thật, vấn đề này chỉ có Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận mới có thể trả lời, làm rõ để không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Hồng Loan muốn biết bản thân là con nuôi hay con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thời gian qua, ngoài việc vướng vào vụ tranh chấp tài sản với mẹ con nghệ sĩ Hồng Phượng,
em, cháu ruột cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan còn bị nghi ngờ không phải là con gái cố nghệ sĩ. Hồng Loan chia sẻ, nghệ sĩ Vũ Linh chưa từng đề cập đến chuyện này và cô cũng chưa từng nghe về nó. Cho đến ngày cha qua đời, tôi bỗng dưng bị nói chỉ là con nuôi. Tôi muốn biết mình là con nuôi hay con ruột. Hồng Loan chia sẻ, điều làm tôi bức xúc nhất là Hồng Phượng, ngay lúc cha tôi vừa qua đời, lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Phượng sinh sau tôi 4 tháng thì lấy đâu ra chuyện Phượng biết chuyện đó mà tôi không biết. Quan trọng nhất là cha tôi chưa từng đề cập đến vấn đề con nuôi, con ruột với bất kỳ ai trong gia đình. Điều đó làm tôi rất đau lòng. Cô cũng khẳng định rằng luôn giữ im lặng trước những đồn thổi suốt thời gian qua vì là con nên việc chăm sóc lúc ba bệnh mà đem kể ồn ào thì coi không được chút nào. Hồng Loan nói thêm, nhưng tôi càng im lặng, người ta lại càng xoáy vào việc tôi bất hiếu, không chăm sóc cha. Tôi nghe bực lắm mà không biết phải xử lý thế nào. Dù đã nhiều lần lên tiếng, nhưng sự việc Hồng Loan là con nuôi hay con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn là đề tài gây tranh cãi. Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng khẳng định đã thực hiện giám định ADN để xác minh Hồng Loan chính xác là con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, kết quả giám định chưa được công bố chính thức nên dư luận còn khá nhiều nghi ngờ và đồn đoán. Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết, với tình nghĩa và mối quan hệ thân thiết với Hồng Loan, anh đã giúp cô thực hiện công đoạn xét nghiệm ADN để xác minh mối quan hệ gia phả cho Loan. Nam ca sĩ cho biết, việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùm Bùm, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng, muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Không chỉ Nguyên Vũ, đại diện phát ngôn của Hồng Loan là Diệu Ni cũng khá chắc chắn về kết quả xét nghiệm DNA của Hồng Loan. Từ những chia sẻ này, cư dân mạng ngầm hiểu Hồng Loan chính là con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Giám đốc Trung tâm Phân tích DNA và Công nghệ Di truyền, bà Nguyễn Thị Nga, đối với trường hợp anh em xét nghiệm xem có cùng cha mẹ không thì chỉ cần hai người. Nhưng nếu là con gái nhận bố mà ông bà nội không còn thì cần làm xét nghiệm với ít nhất với 4 người anh em của bố. Trong trường hợp cụ thể là cố nghệ sĩ Vũ Linh thì nên đưa cả 5-6 anh chị em của ông Vũ Linh đến để lấy mẫu xét nghiệm với Hồng Loan. Như thế, kết quả sẽ chính xác 99,9999%. Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga cho biết, các đương sự cần đến trung tâm DNA để được lấy mẫu. Nếu ai ở xa, có thể gửi 5 sợi tóc có chân tóc. Nếu chỉ xét nghiệm 2 người thì chỉ có 25% có khả năng tìm ra, chứ không phải 25% độ chính xác. Tôi đã làm việc với rất nhiều tòa án Hà Nội, tòa án Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện tụng cần có kết quả xét nghiệm DNA này nên hiểu rất rõ. Có trường hợp làm 4 người không ra nhiễm sắc thể mà phải lấy mẫu của cả gia đình và đến người thứ 5 mới ra kết quả. Lùm xùm xoay quanh việc tranh chấp tài sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã xảy ra gần một năm, dư luận vẫn thắc mắc câu chuyện là nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến những lùm xùm không đáng có đó. Mới đây nhất, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phân công thẩm phán Châu Thị Điệp giải quyết vụ kiện tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vụ kiện từng được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận tiếp nhận. Bà Nhung từng rút và bổ sung nhiều lần yêu cầu khởi kiện. Tiếp đó, bà Nhung yêu cầu tòa án tuyên hủy hồ sơ, tước quyền làm con nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của bị đơn Loan. Nguyên đơn cho rằng các giấy tờ này là giả mạo, cụ thể là các giấy tờ gồm giấy giao nhận việc nuôi con nuôi số 5 quyển số 1 và giấy khai sinh số 116 cùng do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Võ Thị Hồng Loan ngày 21 tháng 3 năm 1992. Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nên Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã chuyển hồ sơ vụ việc. Trước những đồn đoán của cư dân mạng giữa năm 2023, Hồng Phượng, cháu gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đã có buổi chia sẻ với truyền thông về vụ việc. Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định cô không kiện và đòi phân chia tài sản như tin đồn. Người đứng đơn kiện là mẹ cô, bà Võ Thị Hồng Nhung, còn cô chỉ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Mâu thuẫn gia đình bắt đầu khi Hồng Loan yêu cầu mẹ con Hồng Phượng ra khỏi căn nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh ở Phú Nhuận. Theo Hồng Phượng, hiện tại
cô và gia đình như người vô gia cư bởi họ đã rời ngôi nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh sau gần 2 năm gắn bó. Theo ca sĩ nói trong buổi họp báo, cách hành xử này của Hồng Loan là cạn tàu giáo máng. Thời gian vừa qua, tôi và gia đình đã rất mệt mỏi. Sau khi giải bày hết mọi thứ, tôi mong được quay trở lại nghệ thuật với cái tên Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó là niềm hãnh diện từ khi cậu còn sống cho đến khi cậu mất, cô đã xúc động nói. Đồng thời, khi đề cập đến việc liên kết với một công ty truyền thông để giữ gìn hình ảnh tang lễ của cậu mình, cô đã có trao đổi với nghệ sĩ Bình Tinh, và điều này đã khiến nghệ sĩ Bình Tinh lên tiếng phủ nhận. Bên cạnh đó, tại buổi chia sẻ, Hồng Phượng cho biết thời gian qua, cô chịu nhiều áp lực từ những lời vu khống, bịa đặt, ảnh hưởng đến công việc, tinh thần của cô và mẹ mình. Cô chia sẻ, từ lúc cậu cô còn sống đến lúc đám tang, mọi người thấy trên mạng xã hội hình ảnh của cậu rất đẹp. Nhưng khi sự việc ồn ào xảy ra, chỉ hiện ra toàn những vụ việc không đáng có. Hồng Phượng nói lời xin lỗi cậu mình. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến hương linh cậu Vũ Linh và những khán giả yêu thương cậu. Trước khi được biết đến là người liên quan đến vụ tranh chấp tài sản thừa kế, Hồng Phượng được khán giả nhắc nhiều dưới cái tên cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, sau khi vụ kiện nổ ra, kèm theo đó là những lùm xùm xoay quanh việc Hồng Loan là con nuôi hay con ruột của cố nghệ sĩ, thì hình ảnh Hồng Phượng trong mắt khán giả đã có sự khác biệt. Hồng Phượng chia sẻ, thời gian qua, quả thật ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn cũng như sự phẫn nộ của một số người. Lúc đầu, tôi cũng bực bội nên đáp trả để người ta hiểu mình hơn. Nhưng tôi nghĩ với những ai cố tình không hiểu thì họ sẽ vĩnh viễn không hiểu. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, đến tận bây giờ tôi khẳng định là chưa làm chuyện gì sai trái, có lỗi với cậu tôi là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chính vì vậy, tôi luôn ngẩng cao đầu và tự hào vì mình luôn sống chân chính. Còn những vấn đề khác liên quan đến pháp lý thì phải căn cứ theo pháp luật mà làm. Nếu gia đình tôi thắng hay thua thì cũng phải làm theo quy định của pháp luật, vấn đề còn lại tự lương tâm mỗi người phán xét, Hồng Phượng cho biết. Đáng chú ý, sau sự việc diễn ra đầu tháng 7 năm 2023, Hồng Phượng đã bức xúc lên tiếng khi tiếp tục bị nhiều anti-fan chỉ trích, đòi cấm sóng trên HTV. Cụ thể, vào thời điểm trên, sau khi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phát sóng chương trình 100% có sự tham gia của ca sĩ Hồng Phượng, nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay ca sĩ này, để lại nhiều bình luận tiêu cực. Một số khán giả còn đánh giá một sao đối với các trang, chương trình của HTV vì để nghệ sĩ vướng lùm xùm xuất hiện trên truyền hình. Trước những chỉ trích và yêu cầu của một bộ phận khán giả, HTV đã gửi thư ngỏ đến khán giả khẳng định luôn tôn trọng ý kiến đóng góp từ khán giả. Đồng thời, số phát sóng mới nhất của chương trình 100% và những hình ảnh liên quan đến Hồng Phượng đã bị xóa khỏi các nền tảng của HTV sau khi lên sóng chưa được bao lâu. Trước sự việc này, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết công việc của cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Hồng Phượng nói, họ xúc phạm danh dự, nhân phẩm và triệt con đường sống của gia đình tôi. Họ đánh giá đạo đức của tôi nhưng đã biết hết về ngọn ngành câu chuyện chưa? Những điều tôi đã nói ra đều có bằng chứng, còn việc họ tin hay không thì tùy. Hiện tại, số lượng anti-fan cố tình công kích rất lớn và đây là điều tôi không thể kiểm soát được. Nói về chỉ trích của khán giả cho việc xuất hiện của cô ở chương trình 100%, Hồng Phượng bức xúc. Tôi không hiểu những người này vì mục đích gì. Trong quá trình làm nghệ thuật, tôi không có làm bất cứ việc gì trái đạo đức. Những giá trị tôi đem đến cho bộ môn nghệ thuật mình theo đuổi cũng không gây ra bất cứ điều gì ảnh hưởng đến ai. Tôi cảm thấy những điều này đang rất vô lý và không hiểu những người này muốn gì. Nữ ca sĩ giải bày tiếp. Tại sao những con người này họ rảnh rỗi đến mức có thể công kích, gọi điện thoại để phá cuộc sống của tôi? Đây cũng là chuyện của gia đình tôi. Tại sao khi cả gia đình vừa phải chịu nỗi đau mất người thân, thì nhiều người lại quay ra công kích tôi và mẹ? Tôi là đứa cháu gái mà cậu tin tưởng sẽ theo đuổi nghề thì giờ cũng bị vùi dập. Thật sự tôi cảm thấy rất buồn. Bên cạnh đó, thời điểm giữa năm 2023, Hồng Phượng chia sẻ rằng hiện tại sức khỏe và tinh thần của cô sa sút rất nhiều. Tuy nhiên, cô sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này. Hồng Phượng vẫn cập nhật hình ảnh lên mạng xã hội để khán giả còn tin tưởng và yêu thương mình, sẽ hiểu hơn. Cô không làm gì sai để phải sống trốn tránh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.